Sáng ngày 26 tháng 7 tại Hà Nội, Diễn đàn Kinh tế Tư nhân đã tổ chức hội thảo chuyên đề Kinh tế số với chủ đề thúc đẩy thực thi chính sách để tạo đà nắm bắt cách mạng công nghệ 4.0. Hội thảo là nơi các doanh nghiệp có thể trình bày ý kiến, góp ý cho Nghị định 102 mới của Chính phủ về quản lý đầu tư ứng dụng công nghệ thông tin, sử dụng vốn ngân sách nhà nước. Diễn đàn khởi đầu một quá trình là tổng hợp tiếng nói của kinh tế tư nhân và các doanh nghiệp tư nhân thành những đóng góp chính sách và tương tác chính sách với chính phủ để tạo ra môi trường kinh doanh ngày càng thuận lợi hơn. Năm nay diễn đàn chọn 4 lĩnh vực làm chủ đề chính, đó là chương trình hành động của khu vực tư nhân trước việc là Trung ương Đảng ra nghị quyết 5 về phát triển kinh tế tư nhân, và 3 lĩnh vực ưu tiên phù hợp với các lĩnh vực mà chính phủ đang triển khai ưu tiên, đó là phát triển nông nghiệp, phát triển du lịch và phát triển kinh tế số. Khởi nghiệp sáng tạo là một cấu thành trong cái dự kiến năm nay của cái phiên về kinh tế số và khởi nghiệp sáng tạo. Hầu hết các doanh nghiệp cho rằng để xây dựng được nền kinh tế số, các doanh nghiệp công nghệ thông tin tại Việt Nam vẫn đang gặp nhiều khó khăn, vướng mắc do quy định pháp lý chưa thực sự phù hợp với hoạt động đặc thù của lĩnh vực. Ông Nguyễn Trung Chính, Chủ tịch Hội đồng Quản trị, Tổng Giám đốc Tập đoàn Công nghệ CMC đã chia sẻ quan điểm về vấn đề thuế phí cho doanh nghiệp viễn thông. Ngoài ra, các doanh nghiệp khởi nghiệp sáng tạo tại tọa đàm còn kiến nghị về vấn đề tiếp cận, hỗ trợ vốn thành lập quỹ đầu tư mạo hiểm hay quỹ đầu tư thiên thần cho khởi nghiệp vẫn chưa có khung pháp lý quy định, hay vấn đề thiếu hụt nguồn nhân lực trong ngành công nghệ thông tin. Hiện nay với sự mất cân đối trầm trọng giữa cái nguồn lực công nghệ thông tin và nguồn lực của các ngành công nghệ khác, các cái kỹ sư khác, và đang phải có một cái định hướng là chuyển đổi làm sao để kỹ sư của các ngành khác có thể tham gia vào cái nhu cầu đáp ứng của các ngành công nghệ thông tin. Cuối tháng 7 này, Diễn đàn Kinh tế Tư nhân sẽ có buổi đối thoại với Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc và đại diện các cơ quan bộ, ngành để bày tỏ kiến nghị và mong chờ giải pháp tháo gỡ khó khăn. Trong đó, kinh tế số là một trong những nội dung quan trọng được các doanh nghiệp quan tâm. Ông Nguyễn Trung Chính cho biết đây là cơ hội để các doanh nghiệp bày tỏ khó khăn của mình, từ đó giúp các cơ quan chức năng có những thay đổi để thúc đẩy kinh tế tư nhân theo chủ trương của Đảng và Nhà nước.